clip trước này á, thì nó chỉ có nói là con của bề trên xuống nước Việt để cứu 4 triệu đảng viên. Đó là thật, là vì lấy ân báo oán, chứ không có lấy oán báo oán như mấy ổng đã báo oán cho Việt Nam Cộng Hòa. Rồi phải làm sao lấy ân báo oán? Đâu phải nói là mấy ổng tin đâu, nói phải là thiệt. Tiền của mấy ổng chuyển qua Mỹ 600 tỷ xù, không có tính sổ cái đó. Mình tính tới nước mình sánh chung vai nhau, muốn bao nhiêu tiền mà cũng có. Cần gì có một chút tiền nhỏ mọn đó, thua thằng Facebook, thua thằng Tesla nữa, thì cần gì mình phải đấu đá nhau cho thêm nhiều thế hệ. Nó hơi phí thời gian hết. Dụng chữ phí thời gian. Những người làm thương mại người ta không có tính cái đó. Người ta tính cái giống như marathon vậy, người ta đang chạy bộ, sắp đang chạy lẹ. Người ta không có tính cái chuyện hai bên xung quanh đó, đường của ta cứ đi. Thì tiếng nói chuyện này sau này cũng vậy, không có tính sổ. Mà tính tới những người nào có chánh nghĩa, có thiện tâm, thì người đó giàu cho đảng viên cũng có thể góp sức đang chức vụ. Giàu cho là Việt Nam Cộng Hòa mà có cái tâm bất chánh cũng nên ở nhà trồng rau đi. Trong cái thế hệ mới không có cộng sản, không có quốc gia, nó là một cái nước Việt rất là hòa đồng. Và những người có tinh thần yêu nước, và những người có chánh nghĩa, có cái tâm đạo đức tốt thì mới góp sức cho quốc gia, chứ không phải như thời nay có tiền mà mua bằng mua chức. Rồi cũng phải như mấy bác giống cứ ôm hận thù mấy chục năm, ôm hoài, ôm xuống mồ luôn á, hơi phí thời gian á, cũng chẳng đi tới đâu. Có người của mình á mà ôm hận á, quý vị biết cái thằng hồn nó sẽ đi về đâu? Nó đi vào một cái ống thuốc, giống cái ống nha, giống như ống cống vậy, đen thui vậy, xoáy trong đó. Thì cái thằng hồn mà rất là hận thù ác á, sẽ khó đầu thai lắm. Đi hàng tỷ năm có thể là không bao giờ đầu thai thành người nữa. Hàng tỷ 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 năm luôn cũng không, chưa chắc đầu thai thành người nữa, khi đã vào cái ống xoáy đen đó rồi. Cái người mà có đại phước á, thì bị bắt xuống địa ngục, rồi xả cái nghiệp ở dưới dương diêm vương, rồi còn và đầu thai làm con thú bò bốn chân, con chó, con heo, để người ta mổ thịt xẻ lợn bò nữa, thì là có phước lắm. Bởi vì trong kinh Địa Tạng nói người nào mà có đại phước á, là xuống dưới địa ngục có chết một lần. Tại xuống dưới mình chết rất là nhiều lần mà mình vẫn có cảm nhận nha, lục giác mình vẫn còn đau, biết sợ đau, biết sợ hết. Rồi lúc đó quỷ tới nó cắt lưỡi hay ôm cục đồng đều có hết. Đó là thật, chứ đó kiểm chứng rồi, chứ đó từng đi xuống dưới cứu nhiều người được biết. Rồi đó ngày Địa Tạng đứng bên á, ổng cũng anh mình, ổng xả cái ngọn gió gọi là gió xảo phong. Thì khi có ngọn gió đó, những cái thân hồn sẽ sống lại, chứ không phải như thế này cái bác sĩ bỏ ống rồi vô rồi đập tim mà mình sống không có. Ở dưới ngọn gió xảo phong cái là mình sống lại. Thì ngày Địa Tạng ổng làm cái nhiệm vụ sống lại, rồi sao vừa sống lại mở mắt ra thấy con quỷ nó bò tới, nó tính nuốt mình nữa. Tại trên này mình làm nhiều chuyện ác quá, ngoại tình nhiều quá, hối lộ nhiều quá, sân trước sân sau nhiều quá, mua cái độc ác nhiều quá, chơi bùa chơi ngải hại người nhiều quá thì sẽ bị nhiều. Nhưng có những thằng hồn sẽ bất hạnh hơn là đi vào cái ống đó mà Kiền nói. Bởi vì Kiền nói là khi mà mình mang thân người á, cũng giống như con rùa mà ở giữa bốn dòng sông nước chảy xiết, đội lên gặp cái khúc cây đó là con rùa đó. Cái đó cả trăm năm ấy là chưa chắc xảy ra. Làm đầu thai mang thân người hôm nay, biết được thiên tâm, biết được thiên tướng kiệt, biết được thời đoạn thế, là người đó có đại phước. Mà không biết thì người đó rất là mất phước, không có đủ phước, khó làm người. Còn sau này những đảng viên cấp lớn mà sợ bị trả thù, nó sẽ có. Đó là lẽ tẻ của những cái thành phố nhỏ. Nhưng mà đó là ở bờ trên đã tính cho cái chuyện đó rồi. Sau khi có một nước Việt mới, không còn trả thù nữa giữa hải ngoại, quốc nội hải ngoại, cộng sản quốc gia, và những chỉ còn phần lợi là cá nhân,
Thì từ đó hôm nay đạo Thiên Tâm ra đời để diệt luôn cái sự thù hằn đó. Những cái người giống như bắt chồng đốt củi của cái ông A ông B đó đi, thì hôm nay ông A ông B đó mà đeo dấu Thiên Tâm thì ông A ông B đó sẽ không bao giờ đi kiếm bắt chồng để trả thù nữa, hiểu không? Đó là ở trên đã tính chu đáo luôn, tức là không có một giọt máu. Mấy bác cứ yên tâm, 4 triệu đảng viên cứ đóng thuế đàng hoàng để mà lo cho nhà thương và an ninh xã hội cho dân chúng. Rồi những cái người mà đã từng tạo nghiệp ác mà sau khi một đứa việc mới thì cứ đi ra làm chuyện xã hội để mà tỏ lòng ăn năn cho công chúng. Chứ nếu không ngoài bắt người ta dữ lắm. Cái nhà ông này bữa hở mày có chức mày đốt củi tao hả, hôm nay tao lại tới nhà mày tao đốt xăng lại nhà mày á. Cái đó trên cũng không thích. Đó là lý do tại sao Thiên Tâm chúng ta từ Bắc tới Nam, đệ tử Thiên Hàng nói tiếng Ba Trung có thể độ cả Trung và Bắc. Rồi có những đệ tử giống như bữa có Thiên gì đó, Đảng Nhiên đó. À, thì cho nên hàng ngũ đệ tử mà trời để giao phó những sứ mệnh cho những đệ tử này là đi độ tất cả những thành phần đó. Cho nên cứ yên tâm, 4 triệu Đảng Nhiên. Tại vì mấy ổng cũng có công xã nghiệp cho nước Việt. Ngày xưa lúc mà thời vua Anh Mạng ổng cũng ác, ông ra lệnh mỗi lần thằng lính mà lĩnh lương của ổng phải đem 4 cái đầu của người Chiêm Thành về, thì từ đó mình mới diệt chủng người Chiêm Thành, thì từ đó mình mới mở mang bờ cõi tới mũi Cà Mau. Một quốc gia đâu có nghiệp của quốc gia,